Xin chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã có mặt trong kênh YouTube của 2PK. Trong video ngày hôm nay thì Minh Huấn sẽ chia sẻ cho anh chị những cái thông tin chính thức nhất về chiếc xe Toyota Vios G sẽ được ra mắt vào ngày mùng 10 tháng 5 2023 này. Và tất nhiên rồi, thời điểm hiện tại thì đại lý đang ồ ạt nhận đặt cọc khách hàng để giao xe trong tháng 5 năm 2023 rồi. Minh Huấn hy vọng anh chị xem video này sẽ là người đầu tiên nhận xe bằng cách hãy gọi điện hotline để đặt hàng anh chị nhé. Thời điểm hiện tại thì Toyota Vios 2023 sẽ được hoàn toàn thay đổi về cái mặt bên ngoài cũng như là thiết kế bên trong xe để cho khách hàng có thêm nhiều cái sự lựa chọn cũng như là nhiều cái trang bị đẹp nhất, hiện đại nhất để giúp khách hàng có được một chiếc xe hoàn toàn đẹp và ưng ý trong phân khúc B. Hiện tại đối với chiếc xe Toyota Vios G 2023 sẽ được thay thế hoàn toàn bằng 6 cái điểm thay đổi như sau. Đầu tiên là với Vios G thế hệ 2023 sẽ có cái thiết kế facelift hoàn toàn về mặt đầu xe. Cụm đầu xe sẽ được thiết kế đẹp hơn, góc cạnh hơn. Và điểm thay đổi đầu tiên ở đây đến từ cái cụm đèn. Cụm đèn khúc xạ đa hướng được chuyển thành cụm đèn bi LED và sẽ có tích hợp là bi vào một bóng thôi, bao gồm pha và cốt. Điểm thứ hai nữa là sẽ có 6 cảm biến xung quanh xe giống như trên cái phiên bản cũ. Và một cái thay đổi tiếp theo trên cái phiên bản Vios 2023 thế hệ mới của chúng ta, đó chính là phía bên trong xe, màn hình sẽ được thiết kế là màn hình 9 inch được nâng lên sẽ đẹp hơn và trang bị nó thể thao hơn rất là nhiều so với phiên bản cũ. Với cái màn hình 9 inch này sẽ có luôn cả tích hợp Apple CarPlay và Android Auto nha cả nhà. Điểm thay đổi thứ ba trên chiếc xe Toyota Vios 2023 thế hệ này sẽ có cái trang bị an toàn là bao gồm cảnh báo lệch làn và cảnh báo tiền va chạm. Cảnh báo lệch làn thì sẽ cho chúng ta cái khả năng là giữ làn khi đi cao tốc. Và khi mà kích hoạt tính năng này thì xe của chúng ta phải lớn hơn tốc độ là 50 km/h. Và cảnh báo tiền va chạm thì bao gồm cái dạng tốc độ từ 10 đến 180 km/h nha cả nhà. Với tiền va chạm thì sẽ cho chúng ta cái sự an toàn rất là cao. Khi đi trong phố hay là khi đi ở tốc độ nào đó mà gặp chướng ngại vật bất ngờ thì xe của chúng ta sẽ tự động cảnh báo và phanh luôn. Đấy là điều rất là hay. Thay đổi thứ tư trên chiếc xe Toyota Vios 2023 đó chính là được trang bị lễ chuyển chỗ trên vô lăng. Vâng, với phiên bản G bây giờ sẽ được trang bị lễ chuyển chỗ trên vô lăng. Và cái lễ chuyển chỗ trên vô lăng này thì nó rất là hay. Khi mà anh chị đi đường đèo hay là cao tốc chẳng hạn thì khi chúng ta muốn vượt xe thì có thể là gạt lễ chuyển chỗ trên vô lăng ở đây luôn một cách rất là chủ động và nhanh, tiện lợi. Hoặc là khi mà chúng ta đổ đèo thì lễ chuyển chỗ trên vô lăng cũng đóng một cái vai trò rất là hay và nhanh chóng cho chúng ta chuyển từ số cao về số thấp để phanh động cơ, không gây ra cái hiện tượng là cháy má phanh như khi chúng ta rà phanh. Một cái điểm thay đổi tiếp theo trên chiếc xe Toyota Vios này đó chính là được trang bị thêm hai cổng sạc Type-C ở phía sau đây và cho phép chúng ta sạc điện thoại một cách độc lập so với đằng trước. Và bây giờ thì không cần phải cắm đằng trước nữa rồi mà chúng ta chỉ cần là cắm sạc đằng sau thôi. Đó anh chị nhá. Và cái điểm thay đổi cuối cùng trên phiên bản G năm 2023 ở đây đó chính là ghế da được chuyển thành da PU màu đen và nó sẽ cho chúng ta cái cảm giác ngồi cũng như là những cái đường chỉ may nó khác biệt hơn, nó đẹp hơn, nó thể thao hơn. Và những đường chỉ này sẽ là những đường chỉ đỏ anh chị nhé. Ghế thì là màu đen, da PU đen. Đó, tức là thay đổi về cái nội thất từ màu kem thành màu đen. Và cái điểm mà làm một ấn tượng nhất đó chính là cái thiết kế la răng. Thiết kế la răng sẽ được thiết kế la răng lại đẹp hơn, được tinh chỉnh và cái đồ họa 3D của nó tạo cho chúng ta được cái sức cuốn, cái sự cuốn hút và thể thao hơn cũng như là sang trọng hơn rất là nhiều. Và vừa rồi thì Huấn đã chia sẻ với anh chị những cái điểm thay đổi trên bản G của thế hệ mới 2023 này. Và giá bán dự kiến vẫn giữ nguyên là 592 triệu. Và thời điểm hiện tại khi mà đặt hàng thì đại lý đang có giảm cho khách hàng khoảng 20 triệu tiền mặt cũng như là tặng thêm gói phụ kiện thì giá khoảng 15 triệu đồng. Vậy là chương trình khuyến mại đang là khoảng 30 đến 35 triệu đồng anh chị nhé. Và những cái thay đổi đấy ở bên ngoài, bên trong và an toàn đã làm cho anh chị hài lòng chưa? Đã làm cho anh chị cảm thấy thật là vui và thú vị để chờ đón chiếc xe này chưa ạ? Nếu như rồi thì hãy comment bên dưới để Huấn được biết nhé. Và Huấn xin cảm ơn anh chị đã theo dõi kênh của 2PK. Hãy đăng ký kênh, like để ủng hộ đội ngũ. Xin chào và hẹn gặp lại anh chị trong video lần sau. Hãy like và đăng ký kênh, ấn chuông thông báo để nhận được thông tin mới nhất. Có điện thoại hotline hoặc ấn vào phần link mô tả để được nhận báo giá mới nhất của xe. Bạn đang muốn định giá xe cũ của mình hoặc mua bán xe đã qua sử dụng, 2PK sẽ hỗ trợ dành cho tất cả mọi người. Định giá xe cũ uy tín nhất, chất lượng nhất. 2PK chuyên định giá và mua bán xe đã qua sử dụng. Gọi điện vào hotline ngay mọi người nhé.